Đây rồi, ba mẹ con chúng mày không trốn đâu, về mà lo đền bù cho người ta đi. Mẹ lại định chạy trốn đúng không? Tại sao lần nào người ta chuyện mẹ cũng muốn bỏ trốn rồi vứt con lại một mình để giải quyết hậu quả thế hả mẹ? Trốn đâu phải trốn, trốn đi đâu? Em sẽ không đồng ý đâu. Anh biết tính em mà. Em không phải làm như vậy. Mình cố gắng được mà.